em Kim Ca Audio xin kính chào các bác. Hiện tại là em đang quay thu âm trực tiếp ở trên chiếc xe VinFast Lux SA. Hệ thống bao gồm là cái đầu Ampere M08 được đặt tại cái hốc nước. Vâng, hốc nước ở đây thì mình vẫn sử dụng được để được những cái nhỏ nhỏ ở đây, còn nó đã chiếm một phần ở đây rồi. Cái này là theo ý bác chủ xe. Các cái chế độ ăn chơi thì mình sẽ chuyển từ AUX, USB, Bluetooth, High Level và nó có đường quang, chuyển bài và volume to nhỏ ở đây. Hệ thống nguyên bản thì có thể được kết nối qua M08, nhưng ở trong trường hợp này thì bác chủ xe bác ấy muốn hai hệ thống nó riêng biệt. Hệ thống loa của SB 506K3, vâng, chơi dòng nhạc hiện tại với cái cấu hình cân chỉnh này là các bác ấy, bác chủ xe chơi bolero và dòng nhạc quê hương. Thì cột A được bọc với cái màu này là màu nâu trầm cùng với lại cái màu nội thất của xe để cho cái cảm giác khi mà nhìn vào thì nó không bị tách biệt khỏi cái không gian của xe, và là cái màu nó khá là trùng. Các đường nét và các cái phần bọc da rất là khít khàng. Đây là cái phần bọc lại cho các bác nhé. Cái này thì có hai cách, một là các bác mua cột A mới, nhiều các bác hỏi em ấy, một là mua cột A mới, hai là dùng chính cái cột A của cái xe này là em sẽ design lại, thiết kế lại. Thế thì ở cái xe này là thiết kế cho hướng toàn xe. Đấy, mà xuống cái phía sau. Thế ở cái xe này là thiết kế là cho toàn xe. Đây các bác thấy là đây, em xuống khoang sau. Thì cái này là thiết kế toàn xe, các bác nhìn thấy là cân đối giữa loa trái và loa phải là rất là cân đối. Vâng. Thế thì cái này nó lợi thế cho là khi mà các bác nghe đi đông người á, hoặc là một cái âm thanh bác muốn cân về giữa xe ấy, thì mình làm nó sẽ tối ưu. Và sang dịch chuyển sang người lái cũng được, dịch chuyển sang bên phụ cũng được. Và nhìn thấy không gian thì nó hài hòa. Đó. Với cái cấu hình âm thanh này là loa 506K3 của SB, hệ thống âm ly liền DSP của Zapco, súp hơi hẹt làm ở cái sau phần cốp. Vâng, súp hơi hẹt làm ở sau phần cốp. Đó, đây em bật cái flash lên. Hơi tối. Đó, cái súp hơi hẹt thì nằm ở góc kia. Cho sáng tí nữa nè. Rồi, ok. Súp hơi hẹt thì nằm ở cái phần cái góc này. Vâng, thế còn là âm ly với kết nối là nằm ở dưới này, ngay gần bình ắc quy. Và cái xe SA này thì cái ắc quy nó ở đằng sau. Vâng, ắc quy ở đằng sau. Thế sau khi mình gập cái này xuống cái là mọi thứ nó đâu vào đó. Đây em đang thử. Đó, gập một cái xuống là coi như là cái không gian để đồ các bác là vẫn ok. Hình như là không có ảnh hưởng nhiều về phần đến không gian để đồ, chỉ có mất cái chỗ để mấy cái vá thôi. Vâng, mất cái để vá thôi. Rồi. Với cấu hình cân chỉnh này là nghe nhạc quê hương và bolero các bác nhá. Bác chủ xe bác ấy không thích súp mạnh. Thế nhưng mà khi mà mình nghe ấy, thì là cái tiếng súp nó ở trên này. Âm hình của sân khấu nó ở ngay cái chỗ loa center này. Đó, thì mình sẽ lấy cộng hưởng của đó. Thì cái sân khấu nó rộng, cái xe này bản chân là nó rộng, rộng cả chiều ngang. Và cái chân kính nó hút sâu vào, thì cái trường âm nó rộng. Trường âm này là rất là rộng. Và cái xe VinFast đặc biệt là tĩnh. Thế nên khi các bác đi trên đường mà nghe thì cái volume nó khoảng độ tầm là 15-16 là ok rồi. Còn để nghe những cái âm thanh ở bên ngoài. Đó. Thì cảm ơn các bác đã theo dõi clip, và em sẽ hẹn các bác trong những clip tới về cái thu âm trực tiếp. Về thu âm trực tiếp thì các bác nghe bằng điện thoại ấy, thì sẽ không thấy khác biệt nhiều, mà các bác tắm tai nghe thì chất lượng âm thanh nó sẽ khác biệt và bị hạn chế bởi cái thu âm bởi điện thoại. Cho nên bởi vậy mà bác nào mà ở Hà Nội mà muốn qua em nghe thử trực tế trên những cái xe bác khách mà em đã từng làm, thì em sẽ liên hệ em Kim Ca Audio 0852 014 888. Cảm ơn các bác đã theo dõi clip.